Rồi. Cái video này thì em sẽ hướng dẫn mình spin nội dung. Cái spin nội dung này có cái chức năng làm gì? Là nó sẽ kiểu giúp mình này, nó sẽ giúp mình tránh bị spam khi đăng bài. Spam khi đăng bài hoặc là khi đi comment hoặc là làm một cái bất cứ gì đấy để mà nó mình tối ưu hóa được cái nội dung và tối ưu hóa được cái content của mình. Đây giờ em sẽ ví dụ nha. Và đây là anh này hoặc là chị này. Spin là nó sẽ là cái hai cái mũi tên nhọn như này. Xong mình nội dung ở trong ngoặc và cái cách bởi cái nút gạch ngang như này. Cách bởi cái nút gạch ngang. Đây, giờ em sẽ ví dụ một cái. Ví dụ đây là anh chị này. Gạch dọc thế nào? Gạch dọc. Muốn mua hàng đúng không ạ? Đây ví dụ em đang thử một cái comment nha. Anh hoặc chị muốn mua hàng thì nó sẽ ra hai cái, nó sẽ nhảy ngẫu nhiên là anh muốn mua hàng đúng không ạ? Là nó chỉ hiển thị một hoặc hai lên Facebook thôi. Đây là cái tác dụng của cái việc mà mình spin nội dung. Đây là nó sẽ nhả, nó sẽ trả ra như này. Nó sẽ trả ra hai cái kết quả như này. Đây, giờ em sẽ áp dụng một cái vào trong bài viết. Đây, giờ em sẽ lấy thử ra một cái này để em phân tích cho anh xem. Đây. Ở đây thì đây mình thấy một cái ngoặc nhọn này. Hai cái ngoặc nhọn này. Ba cái ngoặc nhọn này. Bốn cái này. Đây giờ em sẽ enter xuống cái mỗi cái spin là một dòng nha để chỉ mình dễ thấy nha. Đây một cái spin là một dòng. Đây, ở đây thì mình có 1 này, 2 này, 3, 4 cái spin. Cái spin này thực sự là nó cũng dễ hiểu thôi. Hoặc là giờ thế này cho dễ. Đây giờ ví dụ em có cái này rồi nha. Rồi em sẽ cho vào phần mềm. Ở đây sẽ làm một cái là một dòng. Rồi em sẽ cho vào phần mềm này. Ở trong cái mục mà tạo post này hay tiếng Việt là đăng bài á. Đây là nó sẽ có một cái là spin test này. Spin test. Đây spin test ở cuối. Anh nhấn vào. Xong anh copy tất cả cái nội dung mà ví dụ anh spin anh soạn sẵn này đấy. Là giờ đây để cái này em cho thành một dòng đi cho nó nhìn cho dễ. Mua hả? Đấy. Copy lại bên kia cho nhanh. Đây. Đây rồi, rồi nha, đây. Đây là một cái nội dung spin này. Liên hệ để tư vấn này, qua Zalo hoặc là qua Zalo này. Đây là số điện thoại này, số điện thoại này là đây, cái số điện thoại này em phân tích kiểu này này. Là ở đây anh 18.69 nhá. Còn đây em sẽ chấm một kiểu khác, em sẽ chấm 3 anh 4 số đầu xong anh mới chấm, còn em sẽ chấm 3 số đầu. Rồi ok. Đây mình sẽ nhấn spin này. Đấy, nhấn spin. Đấy, nó sẽ trả ra một cái. Nó sẽ trả ra một cái này. Là đây này, liên hệ mua hàng này. Liên hệ mua hàng nha. Còn em tạo thêm phát nữa này. Đấy, nhờ em nhấn tạo một cái này là nó sẽ ra này. Liên hệ để được tư vấn mua hàng này. Đấy, anh thấy không? Nó sẽ khác nhau. Zalo này đấy. Đấy là mỗi lần mình nhấn tạo là nó sẽ ra một cái mới kiểu như thế. Là giống như kiểu là nó sẽ chọn một trong hai cái ngoặc đấy. Để quay lại ví dụ. Đây, cái này ví dụ giờ em có thể thêm thành ba cái ví dụ. Ví dụ đây là liên hệ tôi đấy, là nó sẽ kiểu nó lấy một trong ba cái này ở trong một cái ngoặc để nó thay vào cái vị trí đầu tiên như này đấy. Thì cái spin này là cũng khá khá là dễ. Ok.